Xin được mời thí sinh tiếp theo. Thí sinh 277 Đỗ Thu Hiền ạ. Dạ vâng, lời đầu tiên Thu Hiền xin gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể các thí sinh trong phòng thi ngày hôm nay lời chào và lời chúc sức khỏe. Sau đây phần dự thi của em gửi đến chương trình ca khúc Gõ Cửa Trái Tim, sáng tác Vinh Sử. Trái tim vạn anh được vào, dù tình xót xa chung thân huyệt đau, ngủ vùi với chiêm bao nỗi niềm mắt xanh sao. Nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa, gõ cửa trái tim ban anh được vào, dù tình xót xa chung thân huyệt đào, ngủ vùi với chiêm bao nỗi niềm mắt xanh sao. Tim em vẫn ngóng em xin lỗi, cho em xin phép em hát lại ạ. Thì em hồi hộp quá nên là em quên lời ạ. Xin mọi người một tràng pháo tay để cho em tự tin hơn ạ. Xin cảm ơn. Gõ cửa trái tim vạn anh được vào, dù tình xót xa chung thân huyệt đau, ngủ vùi với chiêm bao nỗi niềm mắt xanh sao. Nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa, gõ cửa trái tim sao anh hững hờ, ngủ tình xót xa ngóng canh thận thờ, nhìn lòng mắt răng tơ để một mối bơ vơ. Khi không anh nhốt em trong đời chờ, gõ cửa linh man mà anh không chút hỏi han. Em buồn lang thang, gõ cửa trái tim nghe xa nhìn chung, đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng, đàn lỡ phim say cùng tình này cũng mông lung. Tim anh ai quá cảm ơn ạ. Xin cảm ơn thí sinh Đỗ Thu Hiền số danh 277 ạ.